chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 1 của trang web olm.vn dựa theo bộ sách trên trời sáng tạo. Trong bài ngày hôm nay, cô Huyền sẽ giới thiệu tới các con về phép cộng trong phạm vi 10. Trước tiên, chúng mình quan sát bức tranh. Ở đây có 4 bạn ếch vàng và 3 bạn ếch xanh. Có tất cả là bao nhiêu bạn? À, có tất cả là 7 bạn ếch. Vậy thì ta có câu chuyện như sau. Có 4 con ếch vàng và 3 con ếch xanh. Có tất cả 7 con ếch. Vậy thì ở đây ta có gộp 4 và 3 được 7 và phép cộng sẽ là gì? Chính xác, phép cộng ở đây là 4 cộng 3 bằng 7. Ở bài trước, các con đã biết cách viết phép cộng như thế này Bài này cô sẽ hướng dẫn các con tìm kết quả của phép cộng dựa vào tranh và sơ đồ tách gộp số đã được học. Cô có thể tính kết quả của phép cộng như sau. Đây là sơ đồ tách gộp số. Có 4 con ếch vàng, vậy chúng ta có số 4. Và 3 con ếch xanh, vậy cô có số 3. Gộp 4 và 3 được 7. Như vậy có tất cả 7 con ếch. Từ đây chúng ta sẽ có phép cộng 4 cộng 3 bằng 7. 4 cộng 3 bằng 7. Như vậy dựa vào sơ đồ tách gộp số đã được học, các con hoàn toàn có thể viết được phép cộng tương ứng. Bây giờ cô trò mình cùng hoạt động. Bài đầu tiên các con viết phép tính dựa vào sơ đồ tách gộp số. Ở đây ta thấy rằng phía này có 7 con gà, nhóm này có 7 con gà và nhóm này có 3 con gà. Vậy thì chúng ta cần phải gộp 7 và 3 được tất cả bao nhiêu. Vậy thì ở đây ta cần tìm kết quả của phép cộng nào? À đúng rồi, ta xác định nhiệm vụ là cần tính 7 cộng 3 bằng mấy. Ở đây các con sẽ viết sơ đồ tách gộp số như sau. 7 cộng 3, vậy thì ở đây ta viết số 7 và số 3 gộp 7 và 3 ta được 10. Vậy thì phép cộng ở đây sẽ là gì? À, 7 cộng 3 bằng 10. Tương tự như thế này, các con cùng hoàn thiện bài sau. Rất đúng, ở đây chúng mình thấy có 4 chú ong phía bên này và có 4 chú ong phía bên này. Vậy thì ta cần gộp 4 và 4 hay tìm kết quả của phép cộng 4 cộng 4 bằng bao nhiêu? Chúng ta viết sơ đồ tách gộp số như thế này và đã biết gộp 4 và 4 sẽ được 8. Như vậy, 4 cộng 4 bằng 8. Vậy là dựa vào tranh sau khi viết được sơ đồ tách gộp số, các con sẽ viết được phép cộng thích hợp. Ngay bây giờ, cô cho mình cùng làm các bài tập. Bài đầu tiên các con cùng điền số và phép cộng thích hợp. Có lấy ví dụ ở đây ta đã biết 5 gồm 4 và 1. Vậy thì ta sẽ có phép cộng là 4 cộng 1 bằng 5 hoặc 1 cộng 4 bằng 5. 5 gồm 3 và mấy? Chính xác, 5 gồm 3 và 2. Vậy thì chúng mình sẽ viết được phép cộng là 3 cộng 2 bằng 5 hoặc 2 cộng 3 bằng 5. Hoàn toàn giống như thế, các con hãy cùng điền số và phép cộng thích hợp ở phía bên này. Rất chính xác, ta biết là 6 gồm 5 và 1. Vậy thì 5 cộng 1 bằng 6 hay 1 cộng 5 cũng bằng 6. 6 gồm 4 và 2. Như vậy, 4 cộng 2 hay là 2 cộng 4 đều bằng 6. 6 gồm 3 và 3. Như vậy, 3 cộng 3 bằng 6. Từ đó các con đã viết được các số và phép cộng tương ứng. Đây là một số phép cộng trong phạm vi 5 và đây là một số phép cộng trong phạm vi 6. Ở bài thứ hai các con cùng tính các phép cộng sau. Cô có 1 cộng 1. Ta sẽ viết sơ đồ tách gộp số như thế này. Gộp 1 và 1 ta thấy ngay là được 2. Vậy thì 1 cộng 1 bằng 2. Cũng giống như thế, ở đây ta gộp 2 và 2 thì sẽ được 4. Vậy thì 2 cộng 2 bằng 4. Giống như thế này, chúng mình cùng tìm kết quả của các phép cộng còn lại. Cô khen các con, ta có 2 cộng 1 bằng 3. 1 cộng 2 cũng bằng 3. 3 cộng 1 sẽ bằng 4 và 1 cộng 3 cũng bằng 4. Chúng mình cùng quan sát các phép cộng này. Tới bài thứ ba, các con điền dấu thích hợp và ô trống. Chúng ta cần so sánh 1 cộng 1 và 1 cộng 2. Ở đây ta có thể tính được ngay là 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 thì bằng 3, vậy thì 2 sẽ bé hơn 3. Giống như thế ở đây các con sẽ điền dấu như thế nào? Hoàn toàn chính xác, 1 cộng 3 bằng 4, 1 cộng 4 bằng 5, 4 bé hơn 5. Vậy là các con đã so sánh được các phép cộng thế này. chúng ta sẽ tìm kết quả của phép cộng sau đó so sánh chúng. Ở bài 4, chúng mình cùng tính để tìm trứng cho đa điểu. Ở đây có chú đa điểu mang số 10 và chú đa điểu mang số 7, cũng như các quả trứng có ghi các phép cộng. Các con cùng tính kết quả của các phép cộng này sau đó đưa những quả trứng về chú đa điểu thích hợp. Rất chính xác. Ta thấy rằng 2 cộng 5 sẽ bằng 7 hay là 5 cộng 5 bằng 10. Thực hiện các phép cộng, các con hoàn toàn có thể đưa được các quả trứng về từng chú đa điều thích hợp. Ví dụ như ở đây có các phép cộng có kết quả là 10. 1 cộng 9 bằng 10, 3 cộng 7 bằng 10, 2 cộng 8 bằng 10, 5 cộng 5 bằng 10 và 4 cộng 6 cũng bằng 10. Hay ở đây ta có 3 phép cộng có kết quả là 7. Như vậy, ở bài ngày hôm nay, cô Huyền đã hướng dẫn các con viết các phép cộng trong phạm vi 10 dựa vào sơ đồ tách gộp số đã được học. Sau khi xem xong bài giảng, các con hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của OLM.vn.